sâu rồi. Anh Trung đuổi cái xe tải nào cũng nấp thật ít đó, đi cho dễ, cho đi nhanh cho đi được, còn an toàn. Việc của mình cái đường này nó phải quen nữa. Quen đường nữa cơ, nhưng mình chưa biết ở chỗ nào với chỗ nào. Cảm nhận không? Thoáng hơn rồi, nhìn thấy thoát rồi. Bộ đem nhau sao tu tôi để ra gì ta không đi qua vượt mày được ấy. Xe ngủ này mà cứ vụt tầm âm cái thằng này. Xe chở khách trong mồm ngay được chứ phải không? Có luôn nhỉ. Sáu độ mà lạnh quá. Sao đây trồng đây vẫn được mà cái dâu này giống của Nhật đấy. Bé bé à, cây bé bé này mà sao? Tôi chỗ này anh không nhỏ. Vâng, cành nó. Tức là vườn này là vườn để sống ạ. Để sống. Vâng, để sống ạ. Quả này đây chỗ này nó đâu? Thật. Vâng, có dâu trắng nữa. Có phải che côn trùng không? À, không ạ. Thực ra là ở trên này thì thực ra là côn trùng nó ít. Đấy, không. Ngày xưa thì mình làm sợ nhất là cái món côn trùng. Ngày xưa là em phải làm cái này. Rất là đẹp. Đây chụp đẹp. Hôm nay khi mình đem ra ngoài thì nó giống như mình không phải củ đá, không phải củ đá nhưng mà nó là củ mát, củ mát nhưng mà nó lại vẫn duy trì kiểu như củ đông ấy. Nhưng mà âm bao nhiêu? Mình đặt nếu mà cái dâu thì nó chỉ dâu chẳng hạn 2 độ để cho cái tế bào nó không chết. Cái công nghệ là công nghệ nó không phá hủy tế bào. Đúng rồi. Nghĩa là không làm đông nước, đông nước cho vào bên dưới trong cái này, đây này. Nhưng mà cái tủ này thì công suất nó được bao nhiêu? Cái này là của Nhật thì mà cái này nó như công lạnh của ông Trung ông không làm kiểu này. Nhưng mà nó có thêm một cái thiết bị là kiểu như là mình như là ngủ đông ấy. Đấy. Thì cái dâu này lấy từ trong tủ lạnh ra giống như của bên này. Nó bảo quản mà nó không làm thay đổi, không làm thay đổi bản chất. 15 hôm nữa, 20 hôm nữa thì bọn em sẽ tiếp. Cái này nó trẻ nó vào trong cái khi này cái nào đấy, rồi là nó tự động toàn bộ cái dây chuyền này thì nó chỉ khoảng 3 người nó tải bằng tự động hết và đoạn chưa có đâu. Đình Lập cái chè kia chưa có đâu. Đình Lập là vẫn là dây chuyền là làm bằng vẫn nhân công thực hiện. Vâng, bán thủ công luôn ạ. Biển nhau từ có máy mà cái máy 3 tỷ thì bên công chỉ hỗ trợ 300 thôi. Vâng, tùy theo khách hàng, cái này là tùy theo khách hàng. Còn có mình làm rất là đóng gói theo
200g. Đơn đặt hàng. Thế nên khi phó chủ tịch tỉnh hỏi thế công nó làm cái gì ấy nhỉ, đấy. Chết rồi, thế làm sao mà chuyện thực tiễn. Anh đang mời các anh nhá, có ta giết chuyện cái cây mận quá cây thuốc viện, thế ở đây là chủ yếu là người Mông, chủ yếu người Mông, thế là thì người ta xóa cái thuốc viện rồi trồng mận, thế thì năm 93 bắt đầu trồng mận thì trồng khu này là giải đều chia cho các hộ dân, 93 bắt đầu trồng rồi, 93 trước 93 đã trồng rồi, nhưng năm 93 là trồng lúc này là vẫn có trồng ngô, từ năm 91 đã trồng ngô rồi, cái đất hiện khoáng của Minh Trường. Sau là trồng ngô thì tôi trồng mận, thì sau là huyện thấy cây mận này xóa sự kiện, bà con ra trên là đăng ký là trồng cây mận để xóa sự kiện, thế thì mới là huyện thấy
thường cơ bản là chia hết cho các hộ dân của Ba Chen để đất này đất nông trường. Vâng, trước đây là đất nông trường, bây giờ là chia hết cho người dân. Thì cứ mỗi mỗi người lao động là 3.000 để trồng đất của những các khu mỗi một hộ. Cho mỗi một lao động, mỗi một lao động công nhân là 3.000 mét vuông. Thế sau thì xóa xóa bao cấp đấy thì là bắt đầu chuyển sang công ty cổ phần thì trả cho tỉnh, trả cho tỉnh thì hiện như vào đây tham quan du lịch thì được biết là tôi cũng được nghe một số hội nghị ở cái huyện nó bắt đầu mới mời cũng là làm du lịch. Tôi chỉ nghĩ là bây giờ là nói sang là bảo đối xếp của huyện này bây giờ là ở ngoài kia nhiều rồi, còn ở khu vực trong thị trấn Nông Trường thì cũng có rồi, như là khu vực trong Ba Chen là địa huyện sao quá thì huyện là giảm ra để cho bà con đi tham quan nhân rộng. Thế thì mới bảo nói chung bây giờ là cao mới bị làm ở ngoài nông sang. Thế thì đầu tiên lương học bảo làm nông sang, sau bảo bây giờ làm nông sang thì là nó sát quá thì dùng phong bản án các thứ đều tập trung để trả đấy. Thì đề nghị huyện là giao về Bà Khen về thung lũng Mạn Đà Ca. Cái sau cái thung lũng Mạn Đà Ca là đồng ý cái rồi lại một cuộc họp nó bị đặt tên. Bạt ngàn mận nha mọi người nha. Đây là mận hậu ở Sơn La nha. Hiện tại mình đang có mặt tại thị trấn Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Ở đây là tham quan cái vùng trồng mận hữu cơ. Đây là mận Nà Ca nha. Rất là nhiều luôn. Bạt ngàn mận, mọi người nhìn thấy quả không này. Bắt đầu là bây giờ là đang vào mùa vụ nhá. Mọi người nhìn nào. Toàn mận, bạt ngàn mận luôn. Ai thích ăn mận hậu Sơn La thì lên Mộc Châu Sơn La nhá. À. Sai chữ luôn. Lần đầu tiên mình được đến để review cái khu vực trồng mận nổi tiếng của Sơn La đây. Mọi người khi nói đến mận Sơn La thì đều biết rồi đúng không ạ? Mận hậu nhá. À. Có thể là ăn luôn tại gốc nha. Ngon cực luôn. To vật vã. Mọi người nhìn thấy không? Đấy, toàn quả nhá. Hôm nay là bây giờ bắt đầu là ngày 21 anh nhá. Vâng, ngày 21 đây rồi. Vâng. Bây giờ tổng số cái chỗ thu lũng mận Nà Ca này là diện tích nếu vì tự nhiên thì nó khoảng 100 hecta nhưng mà trồng mận nó khoảng 80 ha. 80 ha. Tức là 10 hecta nó ngập. Thì trồng ngô khoảng 80 ha, nhưng mà cả khu vực bên này, cả khu vực bên kia, bên phải bên trái, cả khu vực này là tất cả. Có mỗi cái thung lũng này là thuộc diện tích bảo tồn. Đấy, quy hoạch bảo tồn. Bảo tồn và còn phát triển xương là vẫn là mận. Còn tất cả xung quanh này nó hàng cái khu vực nó về hàng nghìn hơn trăm không riêng thung lũng Mạn Đà Ca này nó về hơn trăm hết mà. Bởi vì họ trồng nên cả thường
cái đường kia là họ đây là riêng Thung Lũng, cái còn xung quanh đây ở cái vùng Mộc Châu thì 250 cây, 250 cây mà cái nhân lấy 70 cân một cây đó. Thì ra sản lượng phân nhân này đấy là tính bình thường đấy, nếu mà có những nhà là phải đạt vô tạ, nhưng mà bây giờ như nhà chúng tôi chỉ làm 7-80 con thôi. Cả cái bản Ba Khen đấy thì ở Thung Lũng nhà ca đấy chỉ có 1/4 của bản Ba Khen, đúng rồi, 1/4 nên là cả cái khu này nó là 400 ha liên kề, nếu mà ấy thì khoảng 100.000 tấn, đây là 400 ha liên kề này, tương đương như là phải như nhãn Ba Khen, nó đấy là Ba Khen riêng, đấy là riêng Mộc Châu, hai bản Ba Khen vâng, riêng đấy là riêng Mộc Châu, nhãn thì nhiều lắm, nhãn là 120.000 không, 120.000 nhưng mà cả tỉnh, cả tỉnh nhưng mà đây đang nói là nếu mà không mận thì có ba vùng thôi, Mộc Châu, Yên Châu và trên bây giờ cái mận hậu này thì mình bán tại địa phương thì để thu cho bà con là được bao nhiêu tiền? Bây giờ thu chạy vườn thì nó tùy theo từng năm ngoái là khoảng vận ruby đấy, đấy thì là bán được ít, nhưng mà năm ngoái là mua là từ năm ngoái mận trên thị trường chỉ có 4.000 cân thôi, thì nó đã mua đến hơn 100.000 một cân, hơn 100.000 cân mận ruby, không ruby là nó chỉ lấy 5% coi là quả to. Lựa chọn nhưng mà không có mận mà bán hội đấy, còn nó lên kệ siêu thị nó bán hàng, tức là cái này là Mia Food, Mia Food là chọn đấy, cái hàng là biết đấy, chất lượng cao, cái là của tập đoàn Mia Food, nó chọn ra là hiện nay là đăng ký trên địa bàn tỉnh Sơn La, là còn nếu mà bán sô bồ mà bán cứ như này mà không có không khi đấy không tiền điểm, riêng Mộc Châu thì không có dưới 30.000 một cân, không dưới 30.000 dưới Mộc Châu này là điểm du lịch không dưới 30.000 cân, mà cứ một cây như thế mới tính là 70.000 cân. 70.000 cân đấy thì một cây là được khoảng tầm 2 triệu rưỡi mà nó lên với 200 cây thôi thì đã được 40 triệu. Cho nên là đi nguyên lý thư tỉnh ủy còn nói là cây bà con Sơn La là giàu về cây ăn quả, đối chỉ là 10 cây cây mận thì chưa đúng là chưa phải đúng. Thung Lũng là ca nhỉ, phải nói là em thì làm cái Lạng Sơn thì hỗ trợ xuất khẩu nông sản cho cả nước, trong đó là có Sơn La và Sơn La thì một cây ăn quả, và bây giờ là đang xoài cái nhãn, và bây giờ mới lại biết đến mận. Đó, bây giờ biết mận thì biết rồi, nhưng mà không nghĩ là mận như thế này, nhưng mà cũng đang nghĩ là không hiểu tại sao Sơn La có phải nhiều thật như thế không, nhưng mà hôm nay vào vườn mận thì thấy nhiều thật mà nó tập trung thật, nó hiệu quả, nó tập trung thật. Ôi em chúc mừng bác Nguyễn Vũ nhé, rồi là chúc mừng bà con bản Nà Ca nhỉ. Rồi chưa? Có quả mận nào không? Và hai cân. Và đây phải được nửa cân. Và đây phải nửa cân rồi. Hơn nửa cân rồi. Cái xoay tròn này như nó bé này thôi, nó chín nó cũng nhỏ này thôi mà. Nhưng giá trị thì bán thấp nhất là 30.000. Ở đây chỉ có thế hả? Thế nhà mình trồng được nhiều, nhà mình có tình nhiều cây. Nhà cháu, nhà chú được tầm 400 cây. Còn trồng mới thì trồng mới được 200 cây. Này là trồng xoài tròn nhá, xoài tròn Yên Châu của huyện Yên Châu tỉnh Sơn La nhá. Lấy mất trực tiếp từ các cổ thụ ở địa phương mình luôn. Thực ra bây giờ nó chưa ngon, để mà ngọt thì phải khoảng 25 tháng 5. Bắt đầu vào vụ có kết quả nó khác.
quả nào là quả chín này, quả nào đây vẫn còn chưa chín này. Đây quả chín này. Đây chưa chín này. Quả còn quả chín nữa mà. Tầm số lượng cây này thì được tầm 15-20 cân. Nếu mà trọng thấp nhất 50.000. 50.000 cân nhẹ thấp nhất. Bây giờ thì được 600 bán là 30.000 cân hay là. Người ta vào vườn là được một mùa. Cũng tùy theo có khách thì vào vườn đấy. Khách thì em là phải vào vườn đi. Mình treo mà người nói chuyện huyện mà không biếu đấy, mà anh em ở huyện mà không nuôi chó, thì nó hiến nước đi anh. Phải của bên những quả rơi này phải chia quả đấy ra là đây tỷ lệ đến chín rồi anh ơi, chín rồi này, cái quả này anh này, nhá, vỏ rất xanh nhưng mà quả ta là đỏ rơi mà thật. Chúng ta là những cái quả này đều là trong lòng đỏ hết rồi. Nhựa ở cuống anh ạ. Nhưng mà những quả này nó ăn nó chưa mềm. Vâng. Cái này phải sau khi chín hái vào ăn 2-3 hôm. Ăn ngay thì chín. Vâng. Chứ còn ăn ngay nó chưa ngọt, nó chưa được. Chờ hết cái quả xoài đi. Nghĩa là kể cả nó rơi rồi nó vẫn ăn tiếp tục chín tiếp. Hai, ba. Nó thơm hơn nãy sao? Nó thơm hơn. Quả thì không thực ra là hôi là dịch từ tiếng Thái của người Thái đấy. Còn đây là sản phẩm chính của em là còn em tỏi cua à? Bắt một tỏi nhé, tỏi muốn đánh nhé. Đánh như châu không? Bắt một tỏi nhé, mai tỏi lại chín rồi rồi. Chỉ có một cái thôi, cá củ thì có một. Đúng ăn thử đâu rồi em? Tỏi cô đơn, cô đơn. Mời các anh thưởng thức tí ạ. Tức là từ tỏi tươi ra tỏi cô đơn này là. Cái này chưa mở ra. Cái này biến đổi chất rồi. Tức là từ tỏi tươi này chỉ dùng nhiệt độ thôi. Và than tỏi đen không có một chất gì ạ. Qua thời gian tầm 30 đến 45 ngày ạ. Cái này muối gì chứ ạ? Khi dùng nhiệt độ nha. Không dùng một chất gì hết ạ. Giống như kiểu mình làm ở nhà là mình dùng bằng người cơm miệng ăn. Như này là ăn sống như này chứ rồi chứ mình không cần về làm gì đâu. Đúng rồi. Ngoài ra thì anh có thể ngâm rượu hoặc là ngâm mật ong. Cái này đổ vào đi. Rồi. Đúng rồi ạ. Đấy. Thành phẩm là
tất cả đây là mình có bao nhiêu nó? Đây là cơ sở chế biến sấy tỏi nha, tỏi đen mọi người ạ, rất nhiều tỏi luôn. Đúng rồi, em dùng điện hết ạ. Kia sấy lạnh mới ra màu. Sấy lạnh thì màu đẹp hơn. Hoa quả thì không, nó đen xì mật. Đúng rồi. Đây, cái thằng này là sấy sấy nhiệt. Vâng, cái này là sấy nhiệt ạ. Gia đình mình là công ty công ty nhưng mà chủ yếu là thành viên gia đình ạ. Vâng ạ. Cái đầu ra của tỏi đen nem tốt không? Đầu ra thì nói chung là tốt đấy. Bởi vì mình thứ nhất là mình gần vùng nguyên liệu thì là giá thành mình tốt hơn những khác, làm tỏi mình làm cái tốt chất lượng. Em chắc phải công nghệ lành mà thế lạnh đúng không? Để không thì dùng nguồn nhiệt được, nguồn nhiệt thì nó đang dự lập đề án tại Việt Công đề án ấy, đề án công là xin hỗ trợ nó đầu tư khoảng 3 tỷ để sau xấy hoa quả gì cũng được. Từ cái nhỏ xong người ta sẽ chủ động lên. Mai Sơn thì nó phát triển cái loại như này nhiều, và đặc biệt của Mai Sơn thì tí nữa là anh em mình ta qua còn nó cái trung tâm chế biến nhà máy đô thị khu đấy, đặt qua cái đấy thôi, nó ở ngoài thôi, khoảng 50.